Xin kính chào quý vị và các bạn. Techcombank là một trong những cổ phiếu ngân hàng được quan tâm nhất hiện nay. Và dựa trên cái kết quả kinh doanh quý 3 tương đối tích cực như vậy, thì rất nhiều nhà đầu tư đặt ra câu hỏi liệu Covid-19 có ảnh hưởng mạnh đến cái ngân hàng này không? Hay là ngân hàng này ghi nhận lợi nhuận cao trong thời gian này và sau đó sẽ bị suy giảm? Thì hôm nay tôi sẽ cùng với quý vị và các bạn phân tích báo cáo tài chính quý 3 năm 2020 của Techcombank, người đi tiên phong. Trình bày của chúng ta gồm có hai phần chính như sau. Phần thứ nhất là đánh giá các yếu tố cốt lõi trong báo cáo tài chính quý 3 năm 2020 của cổ phiếu Techcombank. Phần thứ hai là đưa ra các cái kết luận về cái tình hình kinh doanh cũng như dự báo về tương lai của cái ngân hàng Techcombank này. Thì trước tiên chúng ta sẽ đi vào cái tổng quan báo cáo tài chính quý 3 năm 2020 của Techcombank. Thì đầu tiên là chúng ta vào cái phần tài sản của ngân hàng Techcombank này. Thì cho vay khách hàng, chúng ta có thể nhìn thấy ở trên slide đấy ạ, cho vay khách hàng. Nếu như năm trước là 230.802 tỷ thì năm nay là 230.715 tỷ. Thì về cơ bản là đi ngang so với cuối năm 2019. Tức là trong 9 tháng qua cho vay khách hàng của Techcombank về cơ bản là đứng im, không có gì thay đổi cả. Tuy vậy thì chứng khoán đầu tư lại tăng rất mạnh. Tăng tới 43,89% so với năm trước và đạt 95.199 tỷ đồng ở cuối quý 3 năm 2020 này. Thì cái tín dụng của Techcombank chúng tôi tính được rằng tăng trưởng khoảng 10,1%. Thì như chúng ta nhìn thấy ở trên, cho vay khách hàng không tăng, chứng tỏ nó chủ yếu tăng từ cái chứng khoán đầu tư này. Đó, và chứng khoán đầu tư này chủ yếu là trái phiếu doanh nghiệp do Techcombank tư vấn phát hành, đồng thời là cũng mua luôn cái trái phiếu này cho các cái doanh nghiệp thay vì là cho vay thông qua cái khoản cho vay thông thường. Tiếp theo ạ, về chất lượng tài sản của Techcombank chúng tôi đánh giá là được cải thiện rất mạnh. Thì tỷ lệ nợ xấu chỉ là 0,6%, thấp nhất hiện hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay. Đây, nợ nhóm 3, nợ dưới tiêu chuẩn là 389 tỷ. Nợ nhóm 4 là nợ nghi ngờ là 570 tỷ. Nợ nhóm 5 là nợ có khả năng mất vốn là 425 tỷ. Như vậy ta cộng lại nợ xấu của Techcombank là có 0,6% thôi, thấp nhất hệ thống. Nguyên nhân là do Techcombank kiểm soát nợ xấu tốt nhờ ngày càng ứng dụng công nghệ vào hoạt động ngân hàng của mình mạnh mẽ hơn, thay thế cho khá nhiều khâu con người trước kia phải quyết định. Thì bây giờ đã có hệ thống họ làm thì cái bớt đi cái phần sai sót, bớt đi cái phần rủi ro, do đó kiểm soát cái tỷ lệ nợ xấu thấp. Thứ hai, B, rất quan trọng để khiến nợ xấu thấp như này, đó là trong 9 tháng đầu năm thì Techcombank đã xử lý nợ xấu rất mạnh tay. Họ đã xóa nợ xấu rất nhiều, họ dùng dự phòng để xóa đi các cái khoản nợ xấu một cách rất quyết liệt, làm cho cái nợ xấu nó giảm rất là mạnh. Phần thứ hai đó là tỷ lệ dự phòng nợ xấu của Techcombank như những lần trước chúng tôi cập nhật thì đâu đó nó đứng khoảng thứ tư, thứ năm. Nhưng mà đến 30 tháng 9 2020 thì nó đã là cái ngân hàng có cái tỷ lệ trích lập dự phòng nợ xấu cao thứ hai chỉ sau Vietcombank thôi, đạt 147,97%. Tức là chúng ta lấy tổng cái dự phòng này là 2.048 tỷ này, chúng ta chia cho tổng nợ xấu nhóm từ nhóm 3 đến nhóm 5 thì đạt 147,97%. Thì đây là một mức trích lập rất là an toàn, rất là cao. Đó, từ đây chúng ta có thể thấy rằng là chất lượng tài sản của Techcombank được cải thiện rất mạnh mẽ trong cái bối cảnh dù Covid diễn ra cũng khá là khốc liệt đối với các doanh nghiệp. Các ngân hàng khác gần như là toàn bộ tăng nợ xấu thì riêng Techcombank này giảm nợ xấu rất mạnh và có cái nợ xấu thấp nhất hệ thống. Tiếp theo về cái nguồn vốn của Techcombank thì nó thể hiện một sức mạnh rất là tốt. Đầu tiên là Techcombank bớt phụ thuộc vào các tổ chức tín dụng khác. Rồi đây, bớt phụ thuộc tiền gửi và vay tổ chức tài chính các tổ chức tín dụng khác thì là giảm từ 61.267 tỷ xuống còn có 42.459 tỷ mà thôi. Huy động tiền gửi từ khách hàng rất lớn. Đó, sở dĩ giảm được các cái phụ thuộc vào các tổ chức tín dụng khác là do huy động được tiền gửi khách hàng rất lớn, tăng 9,2% đấy ạ. Do
do Techcombank đã cung cấp cái hệ thống công nghệ rất tốt và rất nhiều các cái dịch vụ về thanh toán, về chuyển khoản, các thứ rất tốt. Từ đó thu hút được rất nhiều các cái cá nhân, họ mở tài khoản, họ để tiền đấy, họ giao dịch. Và vô hình chung, Techcombank thu được một cái lượng tiền gửi của khách hàng rất lớn, trong đó có cái tiền gửi không kỳ hạn rất nhiều. Và tiếp theo là nhờ vốn chủ sở hữu của Techcombank tăng mạnh đến từ hiệu quả kinh doanh cao, thì lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng tới 8.400 tỷ, chúng ta có thể nhìn đây ạ. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng từ 21.131 tỷ lên 29.503 tỷ, thì ngân hàng lại có thêm cái đồng vốn để có thể cho vay ra. Đúng không ạ? Thế thành ra nó sẽ bớt huy động từ các cái tổ chức tín dụng khác. Tiếp theo là tổng cộng nguồn vốn cũng giống như tổng tài sản, nguồn vốn bằng tài sản ạ, thì đã chỉ có tăng có 5% thôi. Đúng không ạ? Tăng có 5% từ 383.699 tỷ lên 401.462 tỷ đồng. Thì tỷ lệ K của ngân hàng Techcombank, K tức là hệ số an toàn vốn, lên đến 15.5%, tức là cao nhất hệ thống, cao gần gấp 2 lần so với yêu cầu tiêu chuẩn của Basel 2 ngân hàng nhà nước áp dụng. Và tiếp theo là hệ số đòn bẩy của ngân hàng Techcombank này thực sự là rất thấp, có 5,686 lần mà thôi, thấp nhất trong hệ thống, trong khi trung bình các ngân hàng khác có hệ số đòn bẩy là 10 đến 16 lần. Chính nhờ những yếu tố này khiến cho Techcombank sẽ là ngân hàng khỏe nhất để vượt qua cái Covid cũng như những khó khăn trong tương lai, bởi vì đòn bẩy nó rất thấp, vốn chủ nó rất mạnh mẽ, đúng không ạ? Đó. Tiếp theo về cái CASA là một trong chỉ số quan trọng nhất đối với một ngân hàng, bên cạnh đó là giá vốn huy động vốn, giá huy động vốn thấp nhất. Thì vì sao lại vậy? Thì đầu tiên là CASA, thì tiền gửi không kỳ hạn tăng 3,7% so với cuối 2019, trong khi đó tổng huy động tăng 9,2%. Tức là tổng huy động tăng có 9,2% nhưng mà CASA đây tăng những 23,37%, từ 76.053 tỷ lên 93.826 tỷ thôi. Còn tổng huy động thì chỉ tăng có 9,2% là 231.297 tỷ lên 252.572 tỷ. Đấy, như vậy có thể thấy rằng là ngân hàng này có cái CASA tăng cực kỳ mạnh, tiền gửi không kỳ hạn tăng cực mạnh. Như vậy huy động tăng chủ yếu là đến từ tiền thanh toán, tức là họ thu hút được một lượng rất lớn những khách hàng active, năng động. CASA đạt tới 37,15% so với mức 32,88% cuối năm 2019. Thì đây là một mức tăng trưởng CASA rất cao, và Techcombank là ngân hàng có cái tỷ lệ CASA này cao nhất hệ thống. Từ đó góp phần làm cho cái giá vốn huy động của Techcombank ngày càng giảm. Thì 9 tháng đầu năm trung bình giá vốn chỉ là 3,25%. Tức là quý vị hãy thử tưởng tượng là huy động với lãi suất 3,25% trung bình cho cái giá vốn của Techcombank, nó tương đương với Vietcombank. Tuy vậy thì thật chất chúng tôi đánh giá thấp hơn, bởi vì cái CASA của Techcombank nó đến từ cá nhân, do đó nó không mất thêm các cái chi phí, có thể là chi phí đi ngoài, chi phí lobby vân vân. Thế do đó cái CASA này thực sự là rất ý nghĩa, và cái giá vốn huy động này rất thấp. So với giá vốn trung bình của các ngân hàng khác khoảng độ 4,5 đến 5,3%, thì đây thực sự là một mức vượt trội và sẽ có lợi thế rất mạnh. Quý vị muốn biết cái lợi thế của cái giá vốn huy động thấp đến đâu thì quý vị hãy thử liên hệ với một số doanh nghiệp khác cho dễ mừng tượng, ví dụ như thép Hòa Phát chẳng hạn, họ có giá vốn thấp hơn người khác 10-15%. Thế do đó khi ông khác hòa lỗ thì Hòa Phát vẫn còn lãi được 10-15%. Thì đấy là cơ sở cho Hòa Phát có thể lựa chọn những khách hàng tốt, rồi là cơ sở cho Hòa Phát có thể gia tăng thị phần rất mạnh mẽ. Thì tương tự như vậy Techcombank cũng thế, khi họ có giá vốn thấp họ có thể cho vay ra thấp hơn, và họ có thể lựa chọn những khách hàng tốt nhất, do đó an toàn nhất, mất vốn thấp nhất, và từ đó duy trì được cái hiệu quả kinh doanh cao trong dài hạn. Đó. Tiếp theo, cái kết quả kinh doanh của Techcombank thì thu nhập từ lãi rất là hiệu quả. Thu nhập từ lãi tăng mạnh, đây chúng ta có thể đấy, quý 3 tăng từ 6.375 tỷ lên 7.701 tỷ, tăng rất mạnh, đúng không ạ? Nhưng giá vốn đấy, tức là chi phí lãi và các khoản tương tự ấy, giảm từ 2.651 tỷ xuống còn có 2.553 tỷ. Đúng không ạ? Tính chung 9 tháng thì đây, thu nhập lãi tăng từ 18.388 tỷ lên tới 21.336 tỷ. Nhưng mà chi phí lãi thì nó lại đi ngay. Đi ngay. Đúng không ạ? Đó. Nguyên nhân đến từ như
tôi trình bày trên, đó là CASA cao và lãi suất chung giảm xuống. Lãi suất chung giảm xuống thì lãi thuần 9 tháng tăng 16,3% đây. Cao hơn so với tín dụng tăng chỉ 10,1% thôi. Đúng không ạ? Điều đó chứng tỏ rằng Techcombank cho vay ra thậm chí còn lãi cao hơn so với trong năm 2019 cơ. Đúng không ạ? Nguyên nhân nhờ phần trái phiếu có lãi suất cao hơn so với cho vay thông thường. Và Techcombank tăng cái việc đầu tư vào trái phiếu rất nhiều. Từ đó làm cho cái thu nhập lãi của nó tăng rất cao, tăng cao hơn so với tín dụng. Cao hơn so với tín dụng. Tiếp theo, chi phí lãi thì lại chỉ tăng 0,1% đây, từ 8.034 tỷ lên 8.040 tỷ so với cùng kỳ, do lãi suất giảm, lãi suất chung giảm. Chúng ta có thể thấy lãi gửi tiết kiệm giảm đấy, đúng không? Đúng không ạ? Thì lãi huy động của Techcombank cũng giảm, giá vốn chỉ có 3,25% nữa. Bên cạnh đó là do CASA cao thì cũng kéo cái giá vốn thấp nữa. Từ những điều trên giúp cho thu nhập lãi thuần tăng mạnh 28,41%. Đây ạ, thu nhập lãi thuần đây ạ. Từ 10.354 tỷ lên 13.295 tỷ. Tức là nó tăng tới 28,41%. Trong điều kiện tín dụng tăng có 10,1%. Đúng không ạ? Hay chúng ta thử tưởng tượng đơn giản này. Sản lượng tăng 10,1%. Nhưng lợi nhuận gộp thì lại tăng tới 28,41%. Có thể nói là một mức rất hiệu quả và đang ngày càng hiệu quả của Techcombank. Tiếp theo, cái lãi từ dịch vụ của Techcombank rất lớn và hiệu quả. Thì lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng mạnh 68,085%. Nguyên nhân đến từ một dịch vụ tiền mặt đây ạ, tăng từ 1.597 tỷ lên 2.059 tỷ, tăng rất mạnh. Đây vẫn là một cái hoạt động đóng góp chính. Tiếp theo là ủy thác và đại lý thì tăng cũng rất mạnh, từ 154 tỷ mà lên tới 401 tỷ. Đúng không? Rồi nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán tăng từ 337 tỷ lên 894 tỷ. Tức là cái này nó liên quan đến công ty chứng khoán Techcombank ấy, họ bảo lãnh phát hành trái phiếu cho các cái doanh nghiệp. Tiếp theo là dịch vụ quản lý quỹ tăng từ 136 tỷ lên 206 tỷ. Tăng rất mạnh do cái công ty quản lý quỹ Techcombank Capital, họ làm ăn rất hiệu quả. Tiếp theo, lãi từ dịch vụ thì gần tương đương với Vietcombank cơ. Phải nói là lãi từ dịch vụ của Techcombank chúng tôi kỳ vọng từ năm nay trở đi là sẽ đứng thứ hai toàn hệ thống. Nó gần bằng với Vietcombank, thậm chí có thể vượt Vietcombank trong năm 2021 tới. Trong khi quy mô tài sản, quy mô kinh doanh của Techcombank chỉ bằng 1/3 Vietcombank là ngân hàng số 1 thôi. Và cũng chỉ bằng chưa đến 1/3 so với BIDV và Vietinbank, nhưng mà lãi dịch vụ của họ rất lớn. Và lãi dịch vụ lớn, hiệu quả thì nó minh chứng cho một ngân hàng toàn diện và hiện đại. Như ở trên thế giới người ta đánh giá những ngân hàng nào có cái lãi từ dịch vụ này rất cao thì chứng tỏ ngân hàng này khai thác được cái giá trị gia tăng từ khách hàng rất tốt, từ đó gắn kết khách hàng trung thành hơn với công ty mình, với công ty mình. Bên cạnh đó, cái lãi từ dịch vụ nó còn rất ý nghĩa ở chỗ rủi ro là rất thấp. Như chúng tôi hay trao đổi vui với nhau, đó là đi cho vay để ăn chênh, gọi là NIM đấy. Tức là huy động và cho vay ăn chênh được khoảng độ 3% chẳng hạn, hay 4%. Nhưng mà luôn luôn phải đối mặt với cái rủi ro của việc nợ xấu. Thì đó chính là việc thả gà đó bạn. Nhưng còn dịch vụ thì sao? Dịch vụ ok, có hoạt động kinh doanh xảy ra, khách hàng có đưa tiền thì lúc ý mới xảy ra. Do đó là cái lãi từ dịch vụ về cơ bản là một cái lãi vô cùng an toàn. Đó, lãi từ hoạt động dịch vụ vô cùng an toàn và chắc chắn. Và như lúc nãy tôi có vừa trao đổi, nó thể hiện cái sự hiệu quả của ngân hàng trong việc khai thác cái tập khách hàng, gắn kết tập khách hàng, tạo lợi thế cạnh tranh, tạo khách hàng trung thành. Đó, và có một trong khi cái chi phí từ hoạt động dịch vụ đấy, chúng ta thấy doanh thu hoạt động dịch vụ từ 3.000 tỷ lên 4.400 tỷ. Wow, tăng cực mạnh, tăng đến khoảng độ 45%. Nhưng mà chi phí từ hoạt động dịch vụ lại tăng rất nhỏ, tăng có hơn 10%, từ 1.133 tỷ lên 1.299 tỷ. Thì nguyên nhân rất thú vị ở đây, đó là do Techcombank đã ứng dụng công nghệ vào các hoạt động dịch vụ của mình rất nhiều, thay thế được rất nhiều với phần liên quan đến con người. Không phải dịch vụ tăng gấp đôi mà nhân sự họ gấp đôi đâu, họ chỉ tăng rất nhỏ thôi, mà chủ yếu là đóng góp từ cái mặt công nghệ. Khi đó nó sẽ làm tăng năng suất, từ đó chi phí nó sẽ tăng rất là thấp, đúng không ạ? Chúng ta có thể nhìn thấy cái biểu đồ minh họa ở đây.
Đây là kế hoạch đầu tư vào công nghệ của Techcombank năm 2021. Chúng ta có thể nhìn thấy đấy ạ. Tổng thì lên đến bao nhiêu đấy ạ? 324 triệu USD, đúng không ạ? Trong đó 9% cho giao dịch ngân hàng, đúng không ạ? 20% cho Digital Banking, 11% cho Digital Branch và 28% cho Technology Transformation, tức là chuyển đổi số rồi data vân vân, và 31% cho quản trị rủi ro và các vấn đề khác. Thì có thể thấy rằng ngân hàng này rất chú trọng đầu tư vào công nghệ, và cái kết quả này hiện ra nó là cái thành quả của việc ứng dụng như vậy. Và nếu phân tích kỹ hơn thì có thể thấy là lợi nhuận trên mỗi một nhân viên của Techcombank hiện nay đã đứng đầu hệ thống, vượt qua Vietcombank rồi. Tức là lợi nhuận sau thuế trên một nhân viên của Techcombank trung bình năm 2020 này chúng tôi ước nó khoảng hơn 1 tỷ đồng. Hơn 1 tỷ đồng, tức là đã vượt Vietcombank rồi đấy. Tiếp theo, từ những ngày trước kết quả phía trên, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng. Đây ạ, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng đây. Quý 3 2020 đạt 5.008 tỷ, tăng so với 3.564 tỷ. Và 9 tháng là đạt 12.956 tỷ so với 9.465 tỷ. Tức là 9 tháng tăng tới 36,88%, tức là còn tăng mạnh hơn nữa so với cùng kỳ. Đây là một cái tăng, cái kết quả chúng tôi hay nhìn vào cái này hơn thay vì nhìn vào lợi nhuận sau thuế. Bởi vì cái này nó sẽ là cái quyết định nhiều hơn. Nhưng trong kỳ thì chi phí dự phòng của Techcombank tăng tới 271% so với cùng kỳ. Thì điều này nó thể hiện sự thận trọng của Techcombank. Quý vị và các bạn có thể nhìn thấy đấy ạ. Đấy ạ. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng từ 605 tỷ 9 tháng năm trước lên 2.245 tỷ, tức là tăng tới 271%. Thì nhiều người cho rằng Techcombank quý 3 là lợi nhuận cao là do họ ghi họ lẩn tránh nợ xấu, họ đẩy nợ xấu về tương lai, đẩy khó khăn về tương lai và ghi nhận lợi nhuận hiện tại cao. Nhưng thực ra không phải, chúng ta nhìn rất rõ đây. Đây là công ty này, rõ ràng họ trích lập dự phòng nợ xấu cực kỳ cao, cực kỳ nhiều, tăng tới 271%. Họ rất thận trọng. Họ rất thận trọng. Bởi vì cái kết quả kinh doanh trước dự phòng tăng tới 37% cơ. Nhưng mà do họ rất thận trọng, thế thành ra lợi nhuận sau thuế nó mới tăng có 20,65% thôi. Thành ra mức này là mức thận trọng chứ không phải mức họ làm lớn lên đâu ạ. Đúng không ạ? Chính vì thế cho lợi nhuận đây tăng 20,65%. Như chúng tôi đánh giá thì thực sự đây là một ngân hàng rất thận trọng, chứ không phải là một ngân hàng vống lên đâu như nhiều người nhận định đâu. Và cái kết quả kinh doanh này nó đến từ cái nội lực rất là mạnh mẽ như tôi phân tích ở các phần trên. Tiếp theo, từ những cái kết quả trên thì chúng tôi đưa ra các kết luận dự báo như sau. Đầu tiên là tăng trưởng tín dụng của Techcombank 9 tháng như vậy cũng tương đối mạnh đấy, đạt 10,1%, tức là cao hơn rất nhiều so với toàn hệ thống. Đúng ạ? Toàn bộ cái tăng trưởng tín dụng này nó đến từ trái phiếu doanh nghiệp. Thì nguyên nhân là do doanh nghiệp tăng phát hành trái phiếu. Rồi là trái phiếu được phát hành để tận dụng trước khi luật siết chặt về cái phát hành diễn ra vào cuối quý 3 vừa rồi. Thế thành ra trái phiếu sẽ rất bùng nổ. Như vậy trong tương lai có thể là Techcombank sẽ bớt cái sự tăng trưởng mạnh hơn từ cái phần trái phiếu đó. Nhưng mà chúng tôi cho rằng cái trái phiếu vẫn là một cái xu hướng tất yếu. Đó rất tốt. Thứ hai là cái kết quả kinh doanh của Techcombank tăng mạnh và thể hiện chất lượng cao chứ không phải tăng mạnh một cách ảo. Tăng mạnh do một, lãi trái phiếu thì cao hơn so với cho vay thông thường. Lãi cho vay giảm thấp hơn so với lãi huy động giảm. Đúng không? Tức là ví dụ như huy động của nhân dân giảm 2% thì có khi họ chỉ cho vay giảm 1% thôi. Rồi là thứ ba là CASA làm giảm giá vốn huy động của Techcombank rất mạnh. Việc CASA tăng từ 32% lên 37-38% là một điều hết sức tích cực vào chuyện này. Và lãi từ dịch vụ tăng trưởng mạnh đến từ cái sự tiên phong trong các dịch vụ. Đó. Trước kia khi người ta đang mải mê liên quan đến thanh toán thì Techcombank đã bán bảo hiểm rồi. Khi người ta xông vào bán bảo hiểm thì Techcombank đã làm trái phiếu rồi. Khi người ta làm trái phiếu làm này làm kia thì Techcombank đã ứng dụng các cái công nghệ rất là mạnh mẽ vào các cái dịch vụ khác nữa rồi. Đúng không ạ? Bên cạnh đó là trích lập chi phí dự phòng của Techcombank rất mạnh và xóa nợ xấu mạnh tay. Thế do đó cái chất lượng kết quả kinh doanh của Techcombank này rất thật chất và rất tốt. Và chúng tôi cho rằng kết quả kinh doanh trong tương lai quý 4 và năm 2021 của Techcombank tiếp tục tăng trưởng mạnh bất chấp nợ xấu có thể tăng từ quý 4
2020 đến quý 1 2021. Đó, nguyên nhân là vì Techcombank đã rất mạnh tay thận trọng trong các quý vừa rồi rồi. Thế do đó tương lai nợ xấu có tăng một chút thì họ vẫn có thể trích lập dự phòng cao mà vẫn có thể tăng trưởng lợi nhuận tốt. Đúng không ạ? Thì trên đây là những cái đánh giá của chúng tôi về Techcombank. Xin chúc quý vị và các bạn thu được những kiến thức hữu ích. Và quý vị và các bạn quan tâm về cái chủ đề nào thì hãy comment bên phía dưới để chúng tôi hỗ trợ và giải đáp quý vị và các bạn tốt nhất. Xin chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị.